Sau một cuộc trò chuyện thân mật bên chén nước, anh Phan Đức Chính dẫn chúng tôi đi tham quan trang trại cải hương của mình. Anh cho biết đây là trang trại thứ tư của anh, nằm tại ấp 5, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tại video này, anh muốn chia sẻ tới quý bà con về kỹ thuật nuôi chồn hương sao cho hiệu quả, cách chăm sóc để sao cho chúng đẻ sai. Đồng thời, anh cũng đề cập đến việc bảo tiêu đầu ra cho những người chăn nuôi và hiệu quả kinh tế được người nuôi nắm được. Xin chào quý bà con đã đến với trang trại chăn nuôi chồn hương, và tôi tên là Phan Đức Chính, hiện đang đứng tại cơ sở thứ tư của tôi tại địa chỉ là ấp 5 Bình Lợi, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý bà con cách thức chăn nuôi con chồn hương làm sao cho hiệu quả, cũng như cho chồn đẻ sai và bảo tiêu ký kết đầu ra. Nếu như quý bà con muốn đến tham quan trang trại của anh thì hãy liên hệ với anh qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được anh tư vấn trực tiếp. Vấn đề đầu tiên mà anh muốn đề cập đến đó là cách xây dựng chuồng trại. Anh cho biết chuồng trại của mình được thiết kế với ba bề mặt được xây bằng gạch giúp tránh hấp thụ nhiệt và giữ cho chồn luôn mát mẻ. Phần trên cửa chuồng được làm từ sắt thép hoặc có thể tận dụng các vật liệu sẵn có ở nhà. Kích thước chuồng của chồn là 80cm chiều dài, chiều rộng là 1m, chiều cao từ 50-60cm, cửa chuồng rộng từ 35-40cm. Với mỗi điều kiện của mỗi gia đình khác nhau, sẽ có những cách làm chuồng phù hợp để nuôi cải hương. Anh cũng gợi ý rằng bà con có thể xử lý chất thải của chồn bằng sơ dừa, hoặc nếu có điều kiện thì nền chuồng có thể xịt dừa bằng nước để luôn sạch sẽ. Đối với chuồng trại của cơ sở tôi, thì tôi sẽ tận dụng chuồng trại bằng ba bên sẽ làm bằng gạch xây, để tránh hấp nhiệt thì chuồng trại luôn luôn mát. Hai phần trên và phần trước cửa đây thì tôi sẽ tận dụng bằng sắt thép, hoặc bà con có thể tận dụng những cái vật liệu mà nhà mình vẫn đang còn sử dụng được. Đó, thì như vậy thì sẽ chuồng trại của ta sẽ dùng kích thước là 80-1m, chiều cao của chuồng sẽ là 50-60 phân. Ngoài ra đối với không gian mà bà con không có không gian xịt rửa thì bà con có thể tận dụng bằng sơ dừa, và bà con sẽ rắc men vi sinh hàng tuần để tránh trường hợp những vi khuẩn ảnh hưởng gây đến hại đến sức khỏe của chồn hương. Tại đây anh chăn nuôi rất nhiều loài vật nuôi khác nhau như con chồn mốc, con giòn, con rúi, con trèo trèo và con chồn hương như thế này. Nhưng anh cho biết chồn hương là loài mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất so với các loài vật nuôi đang được chăn nuôi tại trang trại, bởi chúng sinh sản tốt cũng như chi phí chăn nuôi thấp. Thức ăn của chồn hương dễ tìm và giá rẻ, bao gồm cá, gà, lươn, trạch, của ốc và nhiều loại thức ăn khác. Tuy nhiên, bà con cần lưu ý rằng nếu chăn nuôi chồn hương và để chúng phát triển tốt, sinh sản đều đặn thì cần cho chúng ăn bổ sung từ 2 đến 3 lần mỗi tuần xen kẽ nhau những loại thức ăn sống như vậy. Đây cũng là bí quyết mà anh Chính áp dụng để nuôi chồn sinh sản. Đối với các loại chồn hương, loại động vật mà đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất của trang trại trong các dòng động vật chăn nuôi, vì nguồn thức ăn của chúng khá là rẻ phổ biến, ví dụ như cá, gà, lươn, trạch, cua, ốc ếch. Nhưng bà con lưu ý cho tôi rằng đối với chồn hương thì bắt buộc phải có một tuần sẽ có 2 đến 3 bữa ăn đồ sống thì chồn hương mới lên giống và đảm bảo sinh sản cũng như là nuôi con tốt được. Ví dụ như là bà con sẽ tận dụng là 3 ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 thì sẽ tận dụng một bữa chiều sẽ là đồ tươi sống. Còn ngoài ra những bữa khác thì bà con có thể là nấu cháo, bổ sung thường xuyên những cái thay đổi món cho chúng. Hơn nữa vào buổi sáng thì chúng ta sẽ tận dụng là 2 trái chuối cho một cá thể chồn hương. Cái nguồn thức ăn thì khá là rẻ nhưng cái giá trị thương phẩm thì lại rất là cao. Nếu như bà con là người mới bắt tay vào chăn nuôi cải hương mà chưa có nhiều kinh nghiệm về chăn nuôi sinh sản thì trang trại của anh Chính sẽ hỗ trợ ghép đôi phối giống cho chồn cái
giúp người nuôi đạt hiệu quả mong muốn và thu về lợi nhuận kinh tế trong thời gian ngắn. Ngoài ra, trang trại còn cung cấp các cặp chồn bố mẹ đã sinh sản ổn định từ 4 đến 5 con mỗi lứa để hỗ trợ cho người chăn nuôi mới. Đối với những người dân gặp khó khăn về vấn đề đầu tư, trang trại của anh Chính cũng triển khai chính sách đặc biệt khi bà con mua 3 con chồn cái sẽ được tặng thêm một con chồn đực giúp giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người mới khởi nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi cầy hương. Điều đặc biệt đối với con chồn hương này thì chúng là loài động vật sinh sản rất tốt. Mỗi một lứa sinh sản sẽ là từ 4 cho đến 7 con và một năm chồn hương đang sinh sản là 2 lứa. Và hiện nay thì khi bà con chăn nuôi con động vật chồn hương này thì trang trại tôi có thể là hỗ trợ ghép đôi phối giống đối với những con cá thể cái để bà con về chăn nuôi sẽ đạt cái hiệu quả như mong muốn và đem lại cái hiệu quả lợi nhuận kinh tế trong một thời gian ngắn đó. Và hơn nữa thì bên trang trại đang có chương trình bán lại những cái ổ mẹ đã sinh sản tốt từ 4 cho đến 5 con, hoặc là bà con đang thiếu vốn khởi nghiệp đầu tư thì trang trại đang có cái chính sách là mua 3 con cái sẽ tặng cho quý bà con một con đực để giảm thiểu cái chi phí đầu tư cho bà con đang khởi nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn về cái điều kiện kinh tế. Nói về hiệu quả kinh tế của loài này, anh Chính cho biết mỗi một con chồn hương sau khi sinh trưởng sẽ có trọng lượng từ 4kg là có thể xuất bán và giá thương phẩm hiện nay trên thị trường đang dao động từ 2,3 triệu đến 2,4 triệu trên 1kg. Anh tính toán rằng nếu một năm một con chồn hương sinh sản 2 lứa, mỗi lứa từ 4 đến 7 con thì lợi nhuận từ mỗi con chồn bố mẹ có thể đạt từ 35 đến 45 triệu đồng. Anh cũng nhấn mạnh rằng bà con cần chăn nuôi đúng quy trình thì chỉ trong thời gian ngắn, kinh tế của gia đình sẽ cải thiện đáng kể. Cái giá trị kinh tế của con chồn hương đang dao động là từ thương phẩm đang dao động từ 2,3 triệu đến 2,4 triệu trên 1kg. Như bà con có thể đưa ra là ví dụ như là một năm chồn hương đẻ hai lứa là mỗi lứa 4 đến 7 con thì bà con sẽ tính là thấp nhất sẽ là 4 con trên một lứa thì hai lứa sẽ được 8 con. Trọng lượng của chồn hương đang dao động khi xuất bán thịt đó là 4kg trên một cá thể thì 4 nhân với 8 cá thể thì bà con sẽ có là 32kg nhân cho tôi với giá là 2,4 triệu thì bà con sẽ đưa ra cái lợi nhuận cũng hiệu quả kinh tế. Trừ tiền thức ăn đi thì mỗi một cá thể chồn hương mẹ sẽ đưa lại cho chúng ta là khoảng từ 35 đến 45 triệu đồng trên một cá thể. Đó, nếu bà con chăn nuôi đúng quy cách, quy trình như trang trại đưa ra thì sau một thời gian ngắn thì bà con sẽ có những cái thay đổi cái giá trị kinh tế của gia đình nhà mình. Vấn đề quan trọng nhất mà người chăn nuôi chồn hương luôn đặt ra cho anh đó là đầu ra. Anh Chính cho biết hiện tại nhu cầu về chồn hương thực phẩm rất cao và nhiều thương gia đang tìm kiếm nguồn cung cấp. Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ cho bà con tìm kiếm đầu ra cho chồn bằng cách kết nối với các nhà hàng và các thành phố lớn như Nha Trang, Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Nếu bà con có đủ sản lượng, anh sẽ giúp bà con ký hợp đồng cung cấp chồn cho các nhà hàng này. Nếu không, bà con cũng có thể xuất bán trực tiếp cho trang trại của anh Chính với hợp đồng bao tiêu cụ thể. Hiện nay đối với cái đầu ra cho thương phẩm của chồn hương đang rất là thiếu hụt và khan hiếm vì được các quý thương gia đang săn đón cũng như là tìm kiếm khá là nhiều. Hiện nay thì đối với bà con chăn nuôi mà chưa có đầu ra thì bà con có thể là liên hệ qua trực tiếp trang trại cũng như gần khu vực tại Nha Trang, Hà Nội hay Thừa Thiên Huế cũng như Sài Gòn. Những bà con gần các địa điểm khu vực nào thì tôi có thể là giới thiệu cho bà con đến tại nhà hàng đó và ký kết hợp đồng. Khi bà con có lượng sản phẩm đều và đủ để cung cấp cho nhà hàng thì tôi sẽ dắt tay bà con đến trực tiếp những cái nhà hàng lớn để bà con có thể được có cái giá thương phẩm tốt nhất cho quý bà con khi mà chưa tìm được đầu ra. Còn nếu bà con muốn gắn bó cùng trang trại lâu dài thì bà con có thể là ký hợp đồng liên kết với trang trại trong vòng 10 đến 15 năm để trang trại bao tiêu toàn bộ sản phẩm chồn hương cũng như bao tiêu toàn bộ những cái con giống của chồn hương này
bà con hãy liên hệ qua số điện thoại của tôi để được lắng nghe cũng như chia sẻ trực tiếp từ tôi. Xin chào toàn thể quý bà con. Đó là những chia sẻ của anh Phan Đức Chính, chủ trang trại chăn nuôi Cẩy Hương có nhiều cơ sở trên cả nước. Bà con hãy liên hệ với anh qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để đến được trang trại gần nhất của anh. Bà con sẽ được tham quan và tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi. Trang trại của anh có rất nhiều chính sách phù hợp để bà con phát triển kinh tế từ con chồn hương này. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo.